Chiều ngày 29 tháng 10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Tuyên Quang về công tác chuẩn bị đại hội các cấp của tỉnh. Đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Tuyên Quang từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Quan tâm làm tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới, trong đó chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, công tác quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ tới, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đồng chí mong muốn Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Chiều ngày 29 tháng 10, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Minh Hưng đã trao quyết định của Bộ Chính trị và phát biểu chúc mừng đồng chí Hà Thị Nga nhận nhiệm vụ trọng trách mới. Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ đồng chí Hà Thị Nga trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, tiếp tục đưa địa phương phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, cảm ơn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tín nhiệm ủng hộ giúp đỡ nhận trọng trách mới, đồng thời hứa phát huy những thành tích của địa phương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Fabien Roussel, Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp đã đồng chủ trì hội thảo lý luận lần thứ tư giữa hai đảng với chủ đề An ninh con người trong bối cảnh thế giới thay đổi và thực tiễn chính sách ứng phó của Việt Nam và Pháp. Hội thảo lý luận được tổ chức 3 năm một lần kể từ năm 2012 là một trong nhiều hoạt động hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp, là dịp để hai đảng chia sẻ các nội dung lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đảng. Hội thảo lần thứ tư diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Pháp mới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Pháp và tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào tháng 10 vừa qua. Chủ đề của hội thảo lần này về an ninh con người và bảo đảm an ninh con người đang nhận được quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nhân loại phải ứng phó với nhiều thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen. Phát biểu đề dẫn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hội thảo lý luận là hoạt động có ý nghĩa chính trị và khoa học quan trọng để hai đảng chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các chủ trương chính sách bảo đảm an ninh con người. Bí thư Toàn quốc Fabien Roussel khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn ủng hộ mọi nỗ lực sáng kiến để phát triển và tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp vì lợi ích chung của hai dân tộc. Sáng nay ngày 29 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các bộ ngành để cho ý kiến về các dự thảo nghị định trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật đường bộ. Quan điểm đột phá trong dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật đường bộ là để mạnh phân quyền phân cấp trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ và trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguyên tắc phân cấp tối đa cho địa phương, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì quốc lộ ở địa phương, chăm lo tổng thể mạng lưới đường bộ quốc gia, trực tiếp quản lý đầu tư các tuyến cao tốc, quốc lộ quan trọng, trọng yếu liên quan đến bảo đảm quốc phòng an ninh. Bộ Giao thông Vận tải cần xây dựng tiêu chí xác định những tuyến quốc lộ phân cấp cho địa phương hay thuộc phạm vi quản lý của bộ. Đối với quy định đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, Phó Thủ tướng lưu ý, việc đầu tư các trạm dừng nghỉ cần được quy định ngay từ khi quy hoạch, thiết kế và phê duyệt dự án đầu tư cao tốc và phải công khai minh bạch. Mọi học sinh phải được hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp cho ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự thảo nghị định quy định về hoạt động vận tải đường bộ.
Nghị định về trật tự an toàn giao thông đường bộ điều chỉnh một số nội dung như giáo dục kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh, cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ, quản lý lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên, cấp phép hoạt động phương tiện giao thông thông minh. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nhiệm vụ trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong tổ chức giảng dạy kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó cần quy định các nhà trường phải đưa kỹ năng lái xe gắn máy an toàn vào tiêu chí quy chế đánh giá học sinh, ràng buộc trách nhiệm của gia đình chỉ mua xe gắn máy khi con em đã được hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn. Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo xây dựng tiêu chí cụ thể rõ ràng về đối tượng, phương tiện được lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên, giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước để quy định chi tiết về dấu hiệu, quy chuẩn nhận biết phương tiện giao thông thông minh, không để tình trạng không biết, không quản được thì cấm.